10 dự án phim mới công bố vai diễn chính phần 1, Hồ Minh Hạo, Châu Dã, Vương Khải, Đàm Tùng Vận. Bên cạnh những bộ phim đang chờ lên sóng thì thị trường Hoa ngữ cũng mới công bố một loạt các dự án phim cùng các dàn diễn viên chính. Thứ nhất, Hướng Phong Nhi Hành, Vương Khải, Đàm Tùng Vận. Sau bộ phim Cẩm Y Chia Hạ, Cẩm Tâm Tựa Ngọc, Đàm Tùng Vận ngày càng nổi tiếng và được khen ngợi về diễn xuất hơn. Lần này Đàm Tùng Vận sẽ hợp tác cùng 5 diễn viên phái thực lực Vương Khải trong dự án Hướng Phong Nhi Hành. Phim lấy cảm hứng từ 12 câu chuyện có thật trong ngành hàng không, kể về cô gái Trình Tiêu từ nhỏ đã có khát vọng trở thành một nhà phi hành. Sau khi trưởng thành, cô đã thực sự trở thành một phi công của cục hàng không Phồn Tinh. Nhưng bởi là một cô gái, nên Trình Tiêu vấp phải sự nghi ngờ của cơ trưởng nổi tiếng khó tính nghiêm khắc Cố Nam Đình. Mặc dù vấp phải hàng loạt khó khăn, thậm chí bị giáng chức, nhưng Trình Tiêu vẫn không hề nản lòng. Bằng sự nỗ lực của mình, cô không chỉ khiến vị cơ trưởng khó tính khâm phục, khẩu phục mà còn chiếm được cả tình yêu của anh chàng. Thứ hai, Hộ Tâm, Hồ Minh Hạo, Châu Dã. Hộ Tâm là bộ phim tiếp theo của Châu Dã sau Sơn Hà Lệnh. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Đây là dự án phim cổ trang xếp hạng cấp S của Joku, dự kiến sẽ bấm máy vào tháng 8 năm nay. Phim có nội dung chính kể về chuyện tình của Thiên Diệu, một yêu long ngàn năm và Nhạn Hồi, nữ đệ tử của Lăng Tiêu, chân nhân trên núi Thần Tinh. Trong một lần làm ra chuyện sai trái mà bị trục xuất khỏi sư môn. Thứ ba, Lưu Quang Dẫn, Trương Hàn, Trúc Tự Đan. Lưu Quang Dẫn là bộ phim đánh dấu sự trở lại của Trương Hàn trong tạo hình cổ trang. Lần này nam diễn viên sẽ hợp tác cùng nữ diễn viên xinh đẹp Trúc Tự Đan. Lưu Quang Dẫn được chuyển thể từ tiểu thuyết Độc Sủng Dụng Binh Vương Phi, cốt truyện xoay quanh cô thứ nữ Hàn tử tình. Do thân phận đột nhiên thay đổi, có mối quan hệ phức tạp với chiến thần quân Bắc Nguyệt, từ đó nàng bị kéo vào cuộc chiến tranh giành giữa các gia tộc. Thứ tư, Phong Khởi Tây Châu, Cổ Nực Na Chát, Hứa Ngụy Châu. Thật khó tin rằng bộ phim Phong Khởi Nghe Thường, tên cũ Đại Đường Minh Nguyệt, đã thất bại toàn tập trong nửa đầu năm 2021, lại vẫn có dũng khí để tiếp tục sản xuất phần 2. Phần 2 của bộ phim này có tên Phong Khởi Tây Châu, tiếp nối câu chuyện của phần 1 và dự kiến bấm máy vào tháng 8. Cặp đôi chính vẫn do Cổ Nực La Chát và Hứa Ngụy Châu đảm nhận. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!